kính chào quý vị đã đến với tin Hoa Kỳ thứ bảy ngày 2 tháng Giêng năm 2021. Kính thưa quý vị, nhân dịp đầu năm mới năm 2021, chúng tôi xin kính chúc quý vị và gia đình có một năm an khang thịnh vượng. Cầu mong mọi việc trắc trở của năm cũ cũng qua đi và mọi người khắp nơi trên thế giới có lại một cuộc sống an bình. Chúng tôi sẽ điểm qua những tin chính như sau. Chủ tiệm nail ở DC bị thương khi cố gắng ngăn khách hàng bỏ trốn mà không trả tiền Cậu bé 3 tuổi và chú chó bị bỏ rơi ở Nghĩa Trang, Ohio, hai ngày trước lễ Giáng sinh. Cha mẹ Mỹ ngồi xem bé gái ở Missouri, 4 tuổi, bị hàng xóm đánh đập để loại bỏ con quỷ trong người. Hai cốt người tìm được thấy ở trang trại Adams được xác định là của người phụ nữ gốc Việt, mất tích vào năm 2018. Bị cảnh sát vùng vịnh truy đuổi, nghi phạm móc mắt chó cảnh sát, cướp xe liên tục, chống trả quyết liệt. Kính thưa quý vị, một chủ tiệm nail ở DC đã bị thương khi cố gắng ngăn một khách hàng rời đi mà không trả tiền. Vụ hỗn chiến được bắt gặp qua video giám sát và điện thoại di động tại Bluebell Nails trên phố O trong khu phố Shaw. Chủ tiệm nail cho biết, khách hàng và bạn của bà ta đã được phục vụ sơn sửa móng tay, móng chân và massage trị giá 200 đô la. Một khách nữ rời đi trước, người còn lại được cho là sẽ trả tiền, nhưng những người chủ nói rằng chiếc thẻ credit card của bà này đã không hoạt động đây là lúc khách hàng bắt đầu hơi bị kích động ryan kim đồng chủ sở hữu cho biết bà ta bắt đầu phàn nàn về dịch vụ đã được thực hiện và nói rằng máy của chúng tôi bị lỗi kim cho biết sau khi credit card của người phụ nữ bị từ chối bà khách hàng này nói sẽ đi lấy tiền mặt và những người trong tiệm đã bảo bà này để lại túi sách của mình để làm tài sản thế chấp nhưng khi bà khách hàng trở lại bà ta chỉ có một viên lai ngân hàng để chứng minh rằng mình còn tiền trong thẻ. Các nhân viên đã gọi cho cảnh sát và khóa cửa lại. Khi người khách nữ cố gắng rời đi, tình hình trở nên gay gắt hơn với bà Jin, mẹ của Kim. Video cho thấy bà Jin cố gắng ngăn cản người phụ nữ rời đi và đã bị xô ngã, sau đó bị đánh. Nó kết thúc với cảnh bà Jin ở trên mặt đất bên ngoài tiệm, cố gắng níu vào túi của người khách hàng nữ khi bà này cố gắng lấy lại nó. Kim không có tại địa điểm này vào thời điểm đó và nói rằng anh ta đã nói với mẹ mình lần sau hãy để khách hàng rời đi vì việc đó sẽ dẫn đến nhiều rắc rối và nguy hiểm thật là kỳ cục khi bà ấy thấy nhân viên của chúng tôi đã làm việc chăm chỉ như thế nào cho dịch vụ và không nhận được bất kỳ khoản tiền nào anh nói giữa lúc đó kim nói rằng một người lạ mặt đi ngang qua đã dừng lại để đảm bảo rằng mẹ của anh được an toàn bạn không thể nhìn thấy anh ấy trong video trên điện thoại di động nhưng bạn có thể nghe thấy anh ấy đề nghị thanh toán khoản tiền và yêu cầu người khách kia rời đi. Anh ấy chỉ ném tiền mặt xuống đất và bỏ đi, Kim nói. Và giữa tất cả sự hỗn loạn, tiếc là chúng tôi không biết anh ta ở đâu để cảm ơn người này. Bà Jean nói với Fox 5 những gì đã xảy ra là điên rồ và nói rằng ngoài việc đến bệnh viện và ngón tay được băng bó, bà ấy còn bị đau và bầm tím. Nhà Kim nói rằng lâu lâu mới có một người nào đó rời đi mà không trả tiền và giờ đây còn khó hơn với doanh thu của họ chỉ bằng một phần nhỏ so với trước đại dịch. Các nhà chức trách ở Ohio đang điều tra sau khi một cậu bé 3 tuổi và con chó bị bỏ rơi tại một nghĩa trang hai ngày trước lễ Giáng sinh. Một nhân chứng cho biết đã nhìn thấy một chiếc ô tô chạy ra khỏi nghĩa trang Hope Memorial Gardens ở Hickley vào hôm thứ Tư và một cậu bé cùng một con chó chạy theo sau chiếc xe. Nhân chứng đã gọi 911 và bảo vệ cậu bé cho đến khi cảnh sát đến Đứa trẻ nói với các sĩ quan, tên nó là Tony. Tony tạm thời được đưa vào nhà nuôi dưỡng. Câu chuyện đã gây được tiếng vang với Jeremy Lowe ở Washwood. Khi còn là một đứa trẻ, anh ta đã được đưa vào một nhà nuôi dưỡng ngay trước kỳ nghỉ. Một cậu bé và một con chó bị bỏ rơi vào dịp Giáng sinh. Bà biết đấy, thực sự thì đó là việc quá vô tâm, ông Lowe nói. Ông Lowe đã sử dụng diễn đàn Facebook để kêu gọi quyên góp và mua đồ chơi để làm bừng sáng lễ Giáng sinh của Tony quần áo và quà tặng từ khắp quận Medina và Đông Bắc Ohio, lấp đầy tiền sảnh của sở cảnh sát. Sau khi cảnh sát Hinley yêu cầu các hãng truyền thông đăng ảnh của Tony, một người họ hàng đã nhìn thấy bức ảnh và liên lạc với cha của Tony. Anh ta lập tức gọi điện thoại cho cảnh sát và nói rằng mẹ của Tony là người được quyền giám hộ khi bé và con chó bị bỏ rơi. Cảnh sát cho biết cha cục cậu bé đã rất hợp tác trong cuộc điều tra. Cuối ngày thứ tư, anh ta đã gặp các sĩ quan tại Nghĩa Trang và họ đã bắt được con chó của Tony sau khi phát hiện nó vẫn chạy quanh khu nhà. Cảnh sát Hinley cho biết Tony hiện đang được dì và chú của mình chăm sóc. Tôi hy vọng bé Tony còn quá nhỏ để không mang theo điều này trong suốt quãng đời còn lại của mình. Lâu nói về cậu bé với nụ cười rất tươi. Cảnh sát trưởng Hinley David Sanner cho biết không có cáo buộc hình sự nào được nộp vào và các thám tử và nhân viên phụ trách đang tiếp tục cuộc điều tra chung của họ. Tù nhân 37 tuổi chết hồi tháng 3 là do ngộ độc methamphetamine. Theo chi tiết trong báo cáo của Bồi Thẩm đoàn ngày 30 tháng 12 năm 2020, Bảo Nguyên đã rất đau đớn khi gục ngã vào cuối ngày 8 tháng 3 và được đưa đến bệnh viện, nơi anh ấy đã qua đời vào sớm ngày 9 tháng 3. Khám nghiệm tử thi cho thấy hai túi methamphetamine bên trong anh ta, một trong số đó đã bị vỡ Bồi thẩm đoàn cho biết không tìm thấy sai phạm hình sự, thay cho bất kỳ ai khác. Bảo Nguyên đang thụ án 7 năm tù tại trung tâm cải huấn Lincoln với các tội danh từ hạt Lancaster, bao gồm rời khỏi hiện trường vụ tai nạn, điều khiển phương tiện cơ giới để tránh bị bắt và tàn trữ methamphetamine. Anh ta đã được cho về nghỉ phép 48 tiếng tại nhà của một thành viên gia đình và đã được dự định để trở lại nhà tù vào ngày 9 tháng 3. Bản án của anh ta bắt đầu vào tháng 9 năm 2017. Cha mẹ của một bé gái 4 tuổi ở Missouri bị giết bởi những người hàng xóm cố gắng xua đuổi một con quỷ trong người của bé đã bị đưa ra tòa vào sáng thứ hai. Theo hồ sơ của tòa án, James và Mary Mast không nhận tội trong phiên điều trần và sẽ có một cuộc điều trần bắt buộc vào ngày 5 tháng Giêng năm 2021. James và Mary, vợ của anh ta, bị buộc tội cấp độ 1 gây nguy hiểm cho phúc lợi của một đứa trẻ dẫn đến cái chết. Trong số các tội danh khác, cả hai bị bắt vào đêm Giáng sinh tại một ngôi nhà ở hạt Morgan. Hai người này cho biết họ đã được những người hàng xóm Ethan Mas và Courtney Oman hướng dẫn không được giúp đỡ hoặc an ủi con cái của mình khi người hàng xóm sẽ đánh đập đuổi tà ma theo lời nhà chức trách. Các nhà điều tra cho biết Mas và Oman, những người phải đối mặt với nhiều tội danh, bao gồm cả giết người, nói với gia đình rằng Họ đang đánh đuổi những con quỷ ra khỏi cô bé. Bé gái 4 tuổi được tìm thấy đã chết tại nhà của gia đình vào ngày 20 tháng 12. Cảnh sát trưởng hạt Benton, Eric Knox nói rằng cô bé đã bị đánh đập nghiêm trọng và đã bị dìm xuống một cái ao băng giá như một phần của những gì có vẻ như là một tập phim kiểu tôn giáo. Cuộc điều tra được thực hiện cho đến nay chỉ ra rằng đây là một sự cố cá biệt và không phải là hành động của một giáo phái nào. James Mast, đã nói với các nhà điều tra rằng mặc dù anh ta và Ethan có cùng họ với nhau, nhưng họ không có quan hệ họ hàng. Con trai 2 tuổi và trẻ sơ sinh của Max đã được quản thúc bảo vệ. Hai cốt người được tìm thấy ở trang trại Adams được xác nhận là của người phụ nữ mất tích vào năm 2018. Hai cốt này được tìm thấy hồi tháng 3, nhưng hiện đã được xác định là của cô Xuân Nguyễn. Cảnh sát Greensboro cho biết Hai cốt người được tìm thấy trong trang trại Adams Farm hồi đầu năm nay đã được xác định là của một người phụ nữ, mất tích cách đây hai năm từ nhà của cô ở gần đó. Xuân Nguyễn, 34 tuổi, được gia đình thông báo mất tích vào khoảng tháng 9 năm 2018 và đã được nhìn thấy lần cuối rời khỏi nhà của mình. Cảnh sát tìm thấy hai cốt, một vài dặm từ nhà của cô Xuân Nguyễn vào ngày 21 tháng 3 năm 2020. Cảnh sát cho biết những gì còn lại được xác định là thuộc về cô Xuân Nguyễn, và gia đình cô đã được thông báo. Cảnh sát cho biết chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu bất cứ điều gì đáng ngờ trong vụ việc này. Một người đàn ông 28 tuổi ở East Bay đã được tài ngoại trong một vụ án ngộ sát khi anh ta bị cáo buộc thực hiện nhiều vụ cướp xe, bắt cóc và chạm trực diện với cảnh sát và chạy qua nhiều xa lộ. Anh ta bị rơi khoảng 20 feet xuống vỉa hè và bị ô tô đâm. Anh ta dự kiến sẽ ra hầu tòa vào đầu năm tới. Victor Topit ở Pittsburgh đang phải đối mặt với 15 trọng tội và 3 tội nhẹ. Tất cả đều bắt nguồn từ khi Victor bị cáo buộc, dẫn cảnh sát vào nhiều cuộc truy đuổi trên các đường phố, ở thành phố và xa lộ vùng Vịnh, trong một nỗ lực cuối cùng thất bại. Trong cuộc truy đuổi, bắt đầu từ Pittsburgh và kết thúc ở Auckland, Victor nói rằng anh ta tin rằng các sĩ quan cảnh sát truy đuổi và muốn làm anh ta bị thương. Thẩm phán Rebecca Hardy đã ra lệnh cho Victor hầu tòa sau phiên điều trần sơ bộ vào tháng 10 khi anh ta ngồi trên xe lăn do bị thương trong cuộc rượt đuổi. Victor đã bị cáo buộc đã lái chiếc xe Ford F-250 mà anh ta trộm được từ cha của mình, đâm vào một chiếc SUV dẫn đến một vụ va chạm trực diện. Trước đó ít phút, chiếc xe tải đã được nhìn thấy đi ngược chiều trên đường quốc lộ 24. Thay vì đầu hàng tại thời điểm đó, video cho thấy người đàn ông được xác định là Victor đã nhảy ra khỏi xe chạy qua một hàng rào và rơi ước tính khoảng 20 feet xuống vỉa hè phía bên dưới, gần phía Contra Costa của lối đi vào đường hầm. Tại đó, anh ta cố gắng chạy băng qua xa lộ, nhưng bị một chiếc xe tải đang lao tới tông phải, khiến anh ta ngã xuống. Nhưng anh ta lại đứng dậy và tiếp tục né những chiếc xe đang lao tới mình ở tốc độ xa lộ. Sau khi bị cáo buộc cố gắng chặn cướp xe của một người phụ nữ, Victor lúc đó mặc một chiếc áo bảo hộ màu xanh lá cây mà anh ta được cho là đã lấy từ xe tải của cha mình, tiến đến một chiếc xe hơi màu trắng và đã được nhìn thấy trên video nói chuyện với người lái xe. Sau đó, Victor đi vòng qua thành xe và người lái xe kéo cửa sổ của mình xuống. Victor đã với tay vào trong xe của người đàn ông, cảnh sát cho biết. Người đàn ông sau đó nói với cảnh sát rằng ông ta bối rối và tin rằng Victor là công nhân làm đường về chiếc áo bảo hộ màu xanh. Khi ông ta nhận ra đây không phải là vậy và nhấn ga, thì đã quá muộn. Người đàn ông được xác định là Victor, được nhìn thấy trên video đang quấn tay và chân của mình quanh cửa chiếc ô tô đang di chuyển cho đến khi người đàn ông giảm tốc độ và nhảy ra ngoài. Cảnh sát đang cố gắng làm tôi bị thương. Tôi cần xe của anh. Victor được cho là đã nói với người đàn ông này. Sau đó, Victor leo lên xe và lái đi. Anh ta đi qua đường hầm và đến quốc lộ số 13. Khi đến Oakland, anh ta ra khỏi đường cao tốc, băng qua một cây cầu và quay trở lại Berkeley, nhưng đã đâm xe khi đang hòa vào dòng xe cộ. Cảnh sát cho biết, ở đó, người đàn ông được xác định là Victor được nhìn thấy trên video đang thoát khỏi chiếc xe bị đánh cắp và một lần nữa chạy qua xa lộ. Lần này, anh ta vượt qua mà không bị xe nào đụng. Cuộc rượt đuổi kết thúc ngay sau đó. Cảnh sát cho biết Victor trốn trong một căn lều ở một cơ sở xử lý nước gần đó và cảnh sát đã dùng khẩu K9 bắn vào người khi anh ta từ chối ra ngoài các công tố viên bổ sung vào cáo buộc cố gắng làm bị thương một con chó cảnh sát vì sau đó cảnh sát trưởng nói rằng ông đã chứng kiến victor dùng ngón tay để cố gắng khoét mắt con chó luật sư của victor lập luận tại phiên điều trần sơ bộ rằng thân chủ của ông đang cố gắng khiến con chó ngừng cắn vào chân của mình victor bị cáo buộc đã bắt cóc một người đàn ông ở pittsburgh bạn của anh ta và lấy trộm xe của anh này sau khi xin đi nhờ xe sau đó anh ta được biết là đã đến nhà của cha mẹ mình ở pittsburgh và lấy đi chiếc xe tải có gắn một máy xúc loại bóp khác trên xe kéo. Và giờ sau, anh ta đã được cho là đã dẫn cảnh sát đuổi theo các đường phố của thành phố Concord bằng chiếc xe tải này, nhưng các cảnh sát đã ngăn chặn cuộc truy đuổi và để anh ta chạy trốn vì có vẻ như là chiếc máy xúc sắp bung ra. Vào thời điểm bị rượt đuổi, Victor được tại ngoại trong một vụ ngộ sát ở Fresno, bắt nguồn từ vụ bắt giữ hồi tháng 4, nên anh ta được cho là đã đánh một người hàng xóm 54 tuổi của mình trong một cuộc tranh cãi Người đàn ông sau đó đã chết vì bị thương. Người đàn ông vô gia cư lao vào nơi trú ngụ của động vật, cứu 16 con chó và mèo. Sự ủng hộ đang đổ dồn cho một người đàn ông vô gia cư, người đã giải cứu 16 con mèo và con chó trong trận hóa hoạn tại một cơ sở cứu hộ động vật ở Georgia. Kay Walker, 33 tuổi, đã đến cơ sở này trong nhiều năm và nó thường xuyên là nơi trú ẩn cho chú chó Pitbull của anh tên là Bravo. Walker đã ở đó vào ngày hóa hoạn để dắt chó đi dạo và nhìn thấy ngọn lửa. Anh ta yêu cầu một người vô gia cư khác gọi 911 trước khi tiến vào hầm để cứu những con vật. Anh ta đã giải cứu 10 con mèo và 6 con chó, không ai bị thương. W Underdog cho biết trên Facebook rằng không chỉ là một nơi trú ẩn mà còn là một tổ chức thanh niên trao quyền cho trẻ em ở những khu vực khó khăn nhất ở Atlanta để tạo ra sự khác biệt trong cộng đồng. Thanh niên của chúng tôi tham gia cứu hộ phục hồi và tìm nhà cho hàng trăm động vật mỗi năm. Họ cũng tiếp cận để hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng bởi những thời điểm khó khăn này với thức ăn và nơi ở, cũng như chăm sóc thú y cơ bản cho những con chó của họ. Trong một bài đăng trên Facebook, cơ sở này cho biết Kate là hiện thân của tinh thần W Underdogs khi anh ấy cứu những con vật của chúng tôi trong lúc cần thiết. May mắn thay, đội cứu hộ này đang chuẩn bị thuê một cơ sở mới để làm trụ sở tất cả những động vật đều có thể được chuyển đến đó. Hiện tại, nơi này đang làm việc để xử lý rất nhiều yêu cầu từ những người muốn giúp đỡ Walker. Họ cho biết họ đang tìm cách để quản lý tốt nhất các tài khoản quyên góp thay mặt cho anh ấy. Một bài đăng trên Facebook viết, Xin hãy hiểu rằng các vấn đề xung quanh việc ông Walker vô gia cư rất phức tạp và chúng tôi cần phải tiến hành một cách cẩn thận để đạt được mục tiêu này. Chúng tôi sẽ tìm kiếm một tổ chức có kinh nghiệm làm việc với những người vô gia cư và dễ bị tổn thương để làm những người ủng hộ và đảm bảo rằng các nhu cầu, mong muốn, sự an toàn và hạnh phúc của họ được tính đến. Một tài khoản GoFundMe đã được thiết lập để quyên góp cho Walker. Một ngôi nhà nhỏ kiểu vermont với những phòng giam bí mật ẩn bên trong được ra bán với giá 149.000 đô la. Một ngôi nhà được rao bán ở Vermont đang thu hút sự chú ý trên mạng vì một đặc điểm bất thường. Bảy phòng giam ở nơi đây trước đây là nhà tù quận. Ngôi nhà được ra bán trên Realtor.com từng là nơi của những tù nhân trước khi nó ngừng hoạt động, với tên gọi là nhà tù hạt vào năm 1969. Ngôi nhà được niêm yết với giá 149.000 đô la, bao gồm 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm và một nhà bếp, được cập nhật với các thiết bị bằng thép không gỉ và rộng 2.190 square feet, sau lối vào chính, phòng khách và phòng ăn, tất cả đều có lớp sân trắng nguyên bản trên tường. Cũng ở tầng chính là một phòng tắm, một văn phòng và một phòng tắm chưa hoàn thành. Đi lên tầng tiếp theo, bạn sẽ tìm thấy 4 phòng ngủ, phòng tắm còn lại, phòng giặt và lối vào gác mái. Ngôi nhà chính đã được bổ sung nhiều tính năng mới bao gồm hệ thống sửa ấm nhiệt sàn và một ống khói mới. Cùng với nhà tù và nhà ở là một khu đất rộng gần một mẫu anh với một khu vườn sau nhà riêng rộng lớn và một nhà kho riêng biệt để chứa đồ. Nhà tù gắn liền với bức tường phía bắc của ngôi nhà, bao gồm 7 phòng giam với các cửa sổ có rào trắng. Nhà tù vẫn trưng bày các phòng giam ban đầu với cửa sổ có rào trắng và văn phòng của nhà tù. Nhà tù vẫn còn nguyên vẹn, nó có mọi thứ nhưng nó đã xuống cấp, vì vậy nó chắc chắn không phải là thứ mà ai cũng có thể vào và bắt đầu sử dụng nó. Nó cần được tu bổ, nhưng nó vẫn ở đó và gắn với ngôi nhà. Cha mẹ thu kiện vì phá hủy kho lưu trữ khiêu dâm của con trai. Một người đàn ông đã kiện cha mẹ ruột của mình vì đã vứt bỏ bộ sưu tập khiêu dâm của anh ta, đã thắng được một vụ kiện ở phía tây Michigan và có thể yêu cầu bồi thường. Thẩm phán quận Paul Maloney đã ra phán quyết ủng hộ David Working, người nói rằng cha mẹ của anh ta không có quyền vứt bỏ bộ sưu tập của anh ta. Anh này sống tại ngôi nhà ở Grand Haven của họ trong vòng 10 tháng sau khi ly hôn Trước khi chuyển đến Indiana, Working cho biết các hộp phim và tạp chí trị giá ước tính lên đến 29.000 đô la đã bị mất tích. Không nghi ngờ gì rằng tài sản bị phá hủy là tài sản của David. Thẩm phán Maloney nói hôm thứ Hai, các bị cáo liên tục thừa nhận rằng họ đã phá hủy tài sản này. Cha mẹ của Working cho biết họ có quyền đóng vai trò là chủ nhà của anh ta. Thẩm phán nói các bị cáo không viện dẫn bất kỳ quy định nào để ủng hộ khẳng định của họ rằng chủ nhà có thể phá hủy tài sản của người khác mà họ không thích. Maloney yêu cầu cả hai bên khai báo tóm tắt về trị giá tài chính của bộ sưu tập. Ông nói, tòa án không có ý định tổ chức một phiên điều trần chứng cứ. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Kỳ đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi và luôn ủng hộ. Hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau. Kính chúc quý vị có một ngày bình an.